550 triệu chọn Toyota Ray hay VinFast VF5 Plus. VinFast VF5 Plus vừa được chính thức bàn giao đến tay khách hàng tại Việt Nam với giá bán 538 triệu đồng cả pin hoặc 458 triệu đồng thuê pin. Nhưng trong clip này mình sẽ chỉ nhắc đến việc mua đứt pin và giá bán là 538 triệu đồng. Ngoài ra cũng cần phải nhắc đến việc những khách hàng đặt xe lần đầu sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng, đẩy giá bán xuống chỉ còn 508 triệu đồng. Với Toyota Ray, mẫu xe này tăng giá một vài lần kể từ khi được giới thiệu và hiện có giá bán là 552 triệu đồng. Thời điểm mới về, xe có giá bán niêm yết từ 527 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mua Toyota Ray và VinFast VF5 Plus, khách hàng cũng cần lưu ý rằng giá ra biển của xe điện và xe xăng đang khác biệt nhau khá nhiều. Với Toyota Ray, khách hàng sẽ phải đóng đủ các loại thuế phí bình thường, khiến giá bán cộng giá ra biển lên đến khoảng 640 triệu đồng với Ray. Trong khi đó, VinFast VF5 là mẫu xe thuần điện đang hưởng 0% phí trước bạ, nên giá ra biển khi mua xe cả pin sẽ chỉ khoảng 560 triệu đồng, chưa bao gồm giảm 30 triệu đồng khi mua xe lần đầu. Như vậy có thể thấy, dù giá bán mua mới chỉ chênh nhau khoảng hơn 10 triệu đồng, tuy nhiên sau khi ra biển, Toyota Ray và VinFast VF5 Plus có giá mức chênh là 80 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ với một chiếc SUV hạng A tại trường Việt Nam. Bỏ qua về giá, chúng ta sẽ đến với thiết kế của hai mẫu xe này. Toyota Ray có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4030, 1710, 1605mm, chiều dài trục cơ sở mức 2525mm. Với VinFast VF5 Plus, kích thước dài rộng cao lần lượt là 3965, 1720 và 1580mm, chiều dài trục cơ sở mức 2513mm. Như vậy, VinFast VF5 ngắn hơn một chút, rộng hơn một chút và thấp hơn so với Toyota Ray. Chiều dài trục cơ sở của VF5 cũng ngắn hơn 12mm. Phần đầu xe của Toyota Ray nổi bật với cụm đèn pha full LED, lưới tản nhiệt to bản làm từ nhựa màu đen. Cản trước cũng được làm khá to và làm từ nhựa màu đen. Đèn gầm hai bên đặt thấp sử dụng công nghệ halogen. Trong khi đó, VinFast VF5 bản thương mại có đèn pha sử dụng bóng bi halogen, logo chữ V tại vị trí trung tâm. Hai thanh kim loại mạc chrome trang trí lan tỏa sang hai bên, trong khi cản trước to bản làm từ nhựa màu đen. Ở hai bên thân xe, Toyota Ray sở hữu bộ mâm 17 inch dạng xoáy, phanh đĩa phía trước và phanh tang chống ở phía sau. Phần thân xe được ốp nhựa màu đen trang trí. Với VinFast VF5 Plus, xe cũng sở hữu bộ mâm 17 inch nhưng được trang bị phanh đĩa trước sau. Thân xe cũng có ốp nhựa màu đen. Cụm đèn hậu của Toyota Ray có thiết kế to bản, chói nhựa màu đỏ, hai bên nối liền nhau bởi ốp nhựa màu đen. Xe được trang bị camera lùi, hai cảm biến sau, mui xe cũng có vây cá mập. Với VinFast VF5 Plus, xe sở hữu cụm đèn hậu dạng LED mỏng lan tỏa sang hai bên, từ logo chữ V nằm ở chính giữa. Camera lùi sắc nét đi kèm với bốn cảm biến ở phía sau. Mui xe có vây cá mập và đặc biệt VinFast cho phép khách hàng tùy chọn màu sơn mui tương phản với màu sơn tổng thể. Xe cũng sở hữu đến 35 kiểu phối màu sơn khác nhau. Tiến vào bên trong, Toyota Ray sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, thiết kế đặt nổi. Màn hình điện tử TFT phía sau vô lăng, phanh tay cơ, có bệ tì tay và hộc để đồ. Vô lăng 3 chấu tròn tích hợp một số phím bấm chức năng đơn giản. Đáng chú ý, mẫu xe này dù có sức mạnh nhỏ nhưng vẫn có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Ghế ngồi chỉnh cơ toàn bộ và được bọc da pha nỉ, xe cũng có hệ thống điều hòa tự động. Hàng ghế sau có 3 tựa đầu, không có bệ tì tay, không có hộc để đồ cho khoang sau. Khoang hành lý có dung tích 369 lít và khả năng tùy biến linh hoạt, giúp tăng lên 1.133 lít khi gập hàng ghế thứ hai xuống. Với đối thủ VinFast VF5 Plus, khoang cabin xe nổi bật với màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 8 inch, có kết nối với điện thoại thông minh. Màn hình thông tin điện tử phía sau vô lăng kích thước 7 inch đặt độc lập. VinFast VF5 Plus hơn Ray khi có công nghệ Cruise Control được tích hợp trên vô lăng máy VAS. Ghế ngồi được chỉnh cơ toàn bộ nhưng VinFast VF5 được bọc da. Ba màu tùy chọn nội thất bao gồm đen, xanh dương và đen, cam và đen. Nút khởi động thông minh, núm chuyển chế độ lái vận hành gồm RND không có P, phanh tay cơ, tuy nhiên không có bệ tì tay. Hàng ghế sau có 3 tựa đầu, không có bệ tì tay nhưng có hộc để đồ cho khoang sau. Xe cũng có trợ lý ảo thông minh. Toyota Ray được trang bị động cơ 1.0 lít tăng áp, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực tại 6.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 140 Nm từ 2.400 đến 4.000 vòng trên phút. Hộp số CVT. Trang bị an toàn theo xe nổi bật gồm cảm biến khoảng cách trước sau, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera lùi. Với VinFast VF5, xe sở hữu động cơ điện mạnh 134 mã lực, 135 Nm, khả năng di chuyển hơn 300 km trong một lần sạc với khối pin 37,23 kWh, có thể sạc nhanh từ 10 lên 70% trong 30 phút. Xe có một số trang bị an toàn tiên tiến như kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo mở cửa, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đỗ xe phía sau, hỗ trợ phanh khẩn cấp và 6 túi khí.
Với những so sánh chi tiết ở trên, nếu là bạn, bạn sẽ chọn mẫu xe nào? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình phía dưới comment.